Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát radio nha. Thì ở tập trước cái gì à, thời gian đầu tổ cổ Hoạt kim đang dung hợp ba ngàn đại đạo lại nói chung là đang tranh đấu rất là kịch liệt. Thì hàng lập thì đang trên đường chạy tới cái nơi luân hồi điện chủ và à, thời gian đầu tổ đánh nhau. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mọi người xem tiếp tập 319 được mang tên là nửa đường giết ra của bộ truyện phàm nhân tu thiên chi tiên giới thiên nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. <laughs> khi ngoại vực thân hình của hàng lập phi động đột nhiên dừng lại nhìn xuống phía dưới trong miệng phát ra một tiếng kêu nhẹ khí tức này là kim đồng cũng cảm ứng được một cổ khí tức từ phía dưới truyền đến thì thào nói hàng lập đang muốn thi pháp dò xét não hải đột nhiên đau xót một hình ảnh xuất hiện chính là tình cảnh đại chiến giữa luân hồi điện chủ ma chủ và cổ hoặc kim cùng lúc đó một cổ cảm xúc xa lạ tràn vào trong đầu hắn tràn đầy cưu hận đối với cổ hoặc kim loại tâm tình này chính là đến từ luân hồi điện chủ. Lúc cảm ứng được nỗi lòng của luân hồi điện chủ, Hàng Lập cũng cảm thấy tư tưởng của mình đồng dạng bị luân hồi điện chủ cảm giác được. Giữa hai người tại thời khắc này lại có một loại cảm giác tâm linh tương thông. Hàng Lập nao nao, lập tức bấm niệm pháp quyết vung lên. Một đạo lôi quang màu vàng từ trong tay áo của hắn bắn ra, trong nháy mắt chui vào trong hư không phía trước không thể bóng dáng. Ngay sau đó, hắn kéo kim đồng bên cạnh một cái, lôi quang lóe lên, thân ảnh hai người cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trên không thiên cung đại lục, giữa luân hồi điện chủ, ma chủ và cổ hoạt kim lần nữa bạo phát ra một trận kịch liệt. Ba người lúc này đều mở ra linh vực của mình, kim, ngân, đỏ sậm. Ba linh vực to lớn giao thoa kịch liệt. Chỉ một thoáng từng không gian thông đạo, thời gian thông đạo, luân hồi thông đạo bị mở ra, quán thông rất nhiều giới diện, vô số cổ lực lượng từ những giới diện kia bị cưỡng ép điều đến, gia nhập vào trong linh vực ba người. Sau một lần va chạm kịch liệt, ba người tự mình bay ngược ra sau. Thân hình ma chủ ưỡn một cái, lập tức ổn định bắn ngược thân hình lại. Hai tay nâng lên, vỗ hư không liên tục, giữ ngón tay chấp động ngân quang. Trong không gian linh vực của y, lập tức cuồng thiểm ngân quang, mấy chục cự nhân màu bạc lớn như núi nhảy ra. Chăm chú bám vào trên linh vực màu vàng của cổ hoặc kim. Những cự nhân này cao lớn, cường tráng dị thường, dung mạo thình linh giống ma chủ như đúc, toàn thân đều là một loại tinh thể ngân quang nhúc nhích chính là lực lượng không gian vỡ vụn ngưng tụ thành bên trong tràn ngập không gian pháp tắc chi lực cuồng bạo không gì sánh được để ép lẫn nhau bạo phát ra tiếng kẻo kẹt kẹt chói tai bạo ma chủ bấm niệm pháp quyết vung lên mấy chục cự nhân màu bạc phát ra một tiếng rít đột nhiên bạo tạc hóa thành mấy chục đóa mây nắm màu bạc vô cùng vô tận không gian phá diệt chi lực bắn ra tung tóe xoẹt một tiếng linh vực màu vàng bị tạc vỡ ra xé rách một cái lỗ hổng lớn hồng ảnh hiện lên thân ảnh luân hồi điện chủ như quỷ mỹ xuất hiện trước cái lỗ hổng linh vực màu vàng gã đấm ra một quyền không gian phía sau gã rung động u u lục đảo luân hồi bàn to như ngôi sao hiển hiện ra mặt ngoài luân hồi bàn hiện ra vô số hoa văn phức tạp mà trên mỗi gốc mâm tròn lục giác đều lóe lên vô số hư ảnh chủng tộc có nhân tộc yêu tộc ma tộc quỷ tộc hôi giới tựa hồ toàn bộ sinh linh thế gian đều tập trung vào nơi này cái mâm tròn này nắm giữ sinh tử luân hồi thế gian vạn sự vạn vật trong khi chuyển động ù ù, phản phức bất luận kẻ nào cũng không chạy thoát khỏi kết cục luân hồi. Luân hồi bàn nhanh chóng chuyển động vọt thẳng tiến vào cái linh vực màu vàng của cổ hoa kim, một cổ uy áp không cách nào nói rõ bộc phát ra, so với lần trước đánh giết cốt hoàng cường đại gấp mấy lần. Linh vực màu vàng rung rẩy kịch liệt, hiện ra từng cái khe to lớn, linh vực phụ cận luân hồi bàn giống như đồ sứ, trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Toàn thân trên dưới luân hồi điện chủ đã bị chằng chịt đường phân đỏ sậm bao lấy, hai gò má vốn lẫm sâu lại lẫm sâu hơn giống như toàn thân huyết nhục bị rút sạch gã nhắm mắt làm ngơ hết thảy trong miệng nói lẩm bẩm một tay kết ấn vỗ tay phía trước một cổ quan mang đỏ sậm thô to từ trong sông trưởng của gã bắn ra dùng nhập vào trong luân hồi bàn lục đạo luân hồi bàn giống như được ăn thuốc đại bổ lập tức phòng lớn lên gấp như gấp đôi tản ra quan mang đột nhiên mãnh liệt hơn nhiều toàn bộ luân hồi bàn càng cuồng bão hơn đồng dạng kịch liệt rung động linh vực màu vàng phụ cận lắc lư u u mảng lớn sụp đổ vỡ vụn tốc độ lục đạo luân hồi bàn tiến lên cũng đột nhiên tăng nhanh gấp 10 lần mang theo uy áp không thể địch nổi ép tới cổ hoạt kim những nơi nó đi qua linh vực màu vàng vỡ vụn thành từng mảnh trong chớp mắt đã nghiền ép đến trước người cổ hoạt kim thấy uy áp của lục đạo luân hồi bàn như thế sắc mặt của cổ hoạt kim cũng không khỏi ngưng trọng lên một tay bấm niệm pháp quyết vung lên một quyển lụa mỏng màu vàng từ trên người y bắn ra, phía trên có vô số điểm sáng màu vàng ống, tỏa ra vạn đạo kim quang, phản phước như một đầu tinh hà màu vàng. Vô cùng vô tận thời gian pháp tắc chi lực từ phía trên tản ra, lửa mỏng màu vàng này hiển nhiên là một kiện tiên khí cực kỳ cường đại, vượt xa nhị phẩm tiên khí, gần với nhất phẩm tiên khí vô hạn. Tinh hà lửa mỏng phần phật một chút mở rộng ra, hóa thành chính cái màn sáng màu vàng uy vũ ngăn trước người y. Màn sáng màu vàng vừa mới triển khai, lục đạo luân hồi bàn đã ầm ầm cuốn tới hùng hằng đâm vào phía trên đó. Liên tiếp thanh âm xé vải sèn xẹt không ngừng vang lên, không trung như giấy lên hỏa diễm màu vàng chói lọi, từng mang từng mang sáng màu vàng vỡ vụn ra, trong nháy mắt chín màn sáng đều vỡ vụn, tấm lụa mỏng màu vàng kia xuất hiện lần nữa cũng đã vỡ vụn thành mười mấy khối. Bất quá tốc độ của lục đạo luân hồi bàn tiến lên cũng chậm lại một cái chớp mắt. Hai tay cổ hoặc kim bấm niệm pháp quyết, biến ảo ra vô số tàn ảnh, sau đó điểm vào hư không một cái, lửa mỏng màu vàng vỡ vụng cháy hừng hực lên vô số ngôi sao màu vàng từ đó bắn ra rơi vào trong linh vực chung quanh trong linh vực kim quang như được nhen lửa lập tức bắt đầu chảy xuôi mãnh liệt mơ hồ một cái một mảnh tinh hà màu vàng vô biên mãnh liệt chảy xuôi nổi lên cuốn lục đạo luân hồi bằng luân hồi điện chủ còn có ma chủ theo sát phía sau luân hồi điện chủ vào trong đó vô cùng vô tận lực lượng thời gian từ trong tinh hà lâu nhanh ra phản phức như thời gian vô tình trôi qua bất kỳ người nào cũng vô pháp tránh né Ma chủ không kịp đề phòng tình huống này, cũng không kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền trực tiếp bị tinh hà lao nhanh tới mà nuốt hết. Mà lục đạo luân hồi bàn bị tinh hà màu vàng cuốn một cái, lập tức có chút rung động. con người của luân hồi điện chủ hơi co rụt lại, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết như cái bánh xe. Trên lục đạo luân hồi bàn sáng lên phù văn, lập tức ổn định lại, hung hăng nghiền ép lên người cổ hoạt kim. Phóc phóc một tiếng, thân thể cổ hoạt kim hóa thành một đoàn kim quang phiêu tán ra. Luân hồi điện chủ khẽ giật mình, pháp quyết trong tay không khỏi buông lỏng. Lục đạo luân hồi bàn đụng vào khoảng không, xông về phía trước, một khoảng liền ngừng lại. Vào thời khắc này, tinh hà màu vàng mãnh liệt chung quanh đột nhiên lóe lên, đang lâu nhanh đến, đột nhiên biến đổi theo, xoay quanh, trong nháy mắt hóa thành một cái vòng xoáy màu vàng to lớn. Lực xé rách xung quanh bỗng nhiên mạnh lên mấy lần, lục đạo luân hồi bàn cũng bị làm cho bất ổn theo. Tinh hà màu vàng quay tròn, bay về phía chỗ sâu vòng xoáy hai tay luân hồi điện chủ xuất hiện kết thành một cái pháp ứng phù văn trên lục đạo luân hồi bàn tỏa ra quang huy trùng thiên cấp tốc chuyển động phát ra tiếng thét ô ô đáng sợ luân hồi pháp tắc bàn bạc từ trong lục đạo luân hồi bàn bộc phát ra ngăn cản lực xé rách của cái vòng xoáy màu vàng rất nhanh ổn định lại nhưng ngay giờ phút này vòng xoáy màu vàng phụ cận lần nữa lóe lên vô số diện xích màu vàng từ đó bắn ra quấn quanh trên lục đạo luân hồi bàn trong nháy mắt hình thành một cái lồng giam bằng xiên xích mỗi một sợi xiềng xích đều tản mát ra ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt những cái thời gian pháp tắc này là loại có khuynh hướng giam cầm từng luôn từng luồng ba động thời gian pháp tắc cường đại từ trong lồng giam xiềng xích màu vàng tản ra luân hồi bàn nhanh chóng chuyển động lập tức đình trệ như bị phong ấn vậy luân hồi điện chủ trên lục đạo luân hồi bàn cũng bị vài sợi xiềng xích cuốn lấy không thể nào động đậy được trên không vòng xoáy màu vàng hoa lên một bóng người thân hình cổ hoạt kim xuất hiện bấm tay điểm một cái một đạo tiễn ảnh màu vàng từ ngón tay y bắn ra, phía trên quấn quanh từng đạo lôi điện màu vàng, nhưng không phải là lôi điện pháp tắc mà là thời gian pháp tắc thuần túy. Tốc độ tiễn ảnh màu vàng nhanh kinh người, lóe lên trống rỗng xuất hiện trước người Luân Hồi Điện Chủ, bắn về phía cái đầu của gã. Luân Hồi Điện Chủ nhìn tiễn ảnh màu vàng trước người nhưng không kinh hoảng, khóe miệng thậm chí còn lộ ra vẻ tươi cười. Phía trên hư không linh vực màu vàng khẽ động, một thanh lôi kiếm màu vàng phá không chui ra, phía trên quấn quanh từng đạo lôi điện màu vàng. Lần này lôi điện màu vàng lại là lôi điện chi lực chính tông. Phía dưới lôi kiếm, bóng người hoa một cái, một nam tử mặc thanh bào xuất hiện, chính là Hàng Lập. Hắn cũng không nhìn kỹ tình huống nơi này là cái gì cả, một quyền liền đảo ra, một đảo quyền ảnh màu vàng bắn ra, chính là đại ngũ hành diệt tiệt quyền. Lấy tù vi của hắn bây giờ, thi triển một chiêu này càng thêm huyền diệu, giữa không trung xẹt qua một quỷ tích hình chữ chi, phát sau mà đến trước ngăn ở trước người luân hồi điện chủ, đánh vào trên tiễn ảnh màu vàng một tiếng bạo liệt, tiếng ảnh màu vàng nổ tung hóa thành kim quang đầy trời. Hả? Là ngươi? Ngươi vẫn còn sống sao? Cũng tốt thôi, vậy để ta tự mình trừ bỏ biến số là ngươi đi. Cổ họ kim nhìn thấy hàng lập xuất hiện, ánh mắt trầm xuống, cánh tay nhấc lên đang muốn làm cái gì đó. Sau lưng của hàng lập lóe lên kim quang, một bão luân màu vàng cấp tốc chuyển động nổi lên, thân hình hắn lập tức biến thành tàn ảnh biến mất. Sau một khắc trống rỗng xuất hiện trước người luân hồi điện chủ, đưa tay chém xuống một cái một ngọn lửa màu vàng từ trong tay của hắn phun ra chính là hỏa diễm trên đoạn thời lưu hỏa hơi quê cuồng sau đó hóa thành một thanh hỏa kiếm màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất chạm lên trên xiềng xích màu vàng xoẹt một tiếng lồng giam bằng xiềng xích màu vàng theo âm thanh bị chém thành hai nửa luân hồi điện chủ thoát thân ra thấp giọng nói với hàng lập đại tở, cổ hỏa kim nhìn thấy cảnh này con người coi rụt lại nơi này là linh vực của mình, vậy mà hàng lập nhẹ nhõm tới lui như vậy, còn phất tay liền phá tỏa thiên lao của mình. Bất quá y cũng không đuổi theo hai người hàng lập, thân hình vừa mới động, lần nữa dung nhập vào trong linh vực xung quanh, biến mất không thấy gì nữa. Vòng xoáy màu vàng cũng lóe lên rồi biến mất, một lần nữa biến thành linh vực màu vàng. Linh vực trước đó bị lục đạo luân hồi bàn ngủi đi, giờ phút này đã khôi phục lại, diện tích cũng đột nhiên lớn hơn gấp trăm lần, vô số kim quang dập dờn ở trong đó giống như một mảnh hải dương màu vàng ống to lớn không gì sánh được linh vực cổ hoặc kim cũng không ngưng tụ thành thực chất như hàng lập mà là biến thành như chất lỏng nhìn như yếu đuối nhưng căn bản không thể phá hoại áp lực thực lớn từ chung quanh đánh thẳng tới phản phất như sóng biển kéo dài không dứt từng luôn từng luôn thời gian pháp tắc nương theo những xung lực này ăn mòn đến phía hai người vô khổng bất nhập hàng lập nhướng mày kim quang trên thân đại phóng cũng lập tức mở ra thời gian linh vực của mình. Một linh vực hoàn toàn thực chất nổi lên, bên trong là mảng lớn sơn hạc phong quang. Lập tức ngăn trở linh vực màu vàng chung quanh ăn mòn, đồng thời khuếch tán ra chung quanh. Thời gian linh vực chung quanh cổ hoặc kim cuồng thiểm kim quang muốn ngăn cản linh vực của hàng lập lại bất lực, bị ép lui không ngừng. Chỉ là diện tích xâm chiếm linh vực của hàng lập đối với linh vực của cổ Hoạt kim còn chưa đến một phần trăm, cũng không tính là nhiều luân hồi đạo tổ thấy cảnh này trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc truyền âm nói với hàng lập mà chủ bị tinh hà màu vàng cuốn đi trước mắt không biết tung tích nữa muốn đối kháng cổ hoặc kim á, lực lượng của hắn không thể thiếu không biết hàng đạo có thể hỗ trợ cứu hắn không vậy hàng lập ngay như vậy trên đôi mắt nổi lên một đạo kim quang nhìn lại chung quanh ánh mắt bỗng nhiên dừng lại đưa tay nắm vào trong hư không một cái một vệt kim quang cầu vòng từ trong tay của hắn bắn ra chui vào nơi nào đó của tinh hà màu vàng Xoẹt một tiếng, một bóng người bị cầu vòng màu vàng cuốn lấy bay ra, chính là ma chủ. Thời khắc này áo quần toàn thân của ma chủ rách nát, nhìn có chút chật vật, lúc nhìn thấy hàng lập mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hàng lập sau khi cứu ra ma chủ, hai con ngươi chấp động hát quang, thi triển cửu u ma đồng tiếp tục quét ra bốn phía, ý định tìm kiếm bóng dáng cổ hoặc kim. Chỉ là cổ hoặc kim sau khi trốn vào linh vực giống như là tiêu thức hư không, thậm chí ngay cả một tơ một hào khí tức cũng không lưu lại cổ họ kim đang định kéo dài thời gian thời gian không còn nhiều lắm luân hồi điện chủ nhìn về phía vòng xoáy hỗn độn không ngừng lớn lên câu mày nói trong lòng của hàng lập hơi động giờ phút này khoảng cách của hắn và luân hồi điện chủ gần nhau loại cảm giác tâm linh tương thông kia càng thêm mãnh liệt lời nói suy nghĩ đối phương hắn đều cảm giác rõ ràng vừa rồi những lời nói kia đối phương chưa kịp nói ra miệng hắn đã sớm cảm giác trong lòng chỉ là không biết suy nghĩ trong lòng của mình đối phương có cảm giác được hay không nhưng nếu hắn một mực ẩn cứ nó trong linh vực trốn không ra Chẳng lẽ chúng ta có biện pháp buộc hắn ra sao Ma chủ hỏi Hàng đồ hữu tu hành chỉ là ngũ hành huyện thứ quyết của Di La năm đó Bây giờ ba người chúng ta tập hợp tam đại chi tôn pháp tắc tại một chỗ Có thể phá vỡ linh vực cổ hoặc kim Luân hồi điện chủ nói ra Bây giờ tình hình của người cũng không quá tốt Nếu lại một mực vận dụng luân hồi chi đạo Cho dù thắng cổ hoặc kim Có lẽ người cũng bị thiên đạo dung hợp đó Ma chủ nói cho dù hòa vào thiên đạo Cũng tốt hơn so với thế giới đã bị hủy diệt mà Đã đến bước này rồi Buông tay đánh cược một lần vậy Luân hồi điện chủ nói Vừa nói xong Quanh người của gã chấp động quan mang đỏ sậm Linh vực đỏ sậm xuất hiện lần nữa Tiếp xúc cùng với thời gian linh vực do hàng lập tỏa ra Linh vực song phương đồng thời rung động Đồng thời tỏa sáng hào quang Hàng lập thấy tình hình này Con người hơi co rụt lại Một màn trước mắt này hắn không xa lạ gì Trước đó lúc tiếp xúc cùng linh vực của Cam Cửu Chân cũng phát sinh ra loại tình huống linh vực cộng hưởng này, mà trình độ linh vực hai người cộng hưởng hơn xa Cam Cửu Chân năm đó. Đàn cường nhắc, linh vực song phương tự mình phát ra một cổ hấp lực, hai linh vực nhanh chóng tới gần, cuối cùng triệt để tương dung vào nhau. Sơn phong trong linh vực màu vàng của hàng lập phản phức như được thổi phồng lên, cấp tốc phồng lớn, nguyên bản sơn phong ngàn trượng trong nháy mắt biến thành vạn trượng, dòng sông trăm dặm biến thành đại giang ngàn dặm tản ra ba động thời gian pháp tắc tăng cường gấp 10 lần. Linh vực luân hồi điện chủ cũng giống như vậy, chỉ là trên mặt của gã cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc gì. Đây là chuyện gì vậy? Hàng Lập không mở miệng, mà thử thông qua tâm linh trực tiếp câu thông với luân hồi điện chủ. Người dạy ta theo một ý nghĩa nào đó, vẫn là cùng một người, pháp tắc sinh ra công hưởng tự nhiên dễ dàng, mà luyện thần thuật của ngươi đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, Thần thông luyện thần thuật tầng thứ bảy chính là có thể tâm linh tương thông cùng người khác, từ đó khiến cho pháp tắc dung hợp trở nên càng thêm đơn giản. Linh vực ngươi và ta dung hợp không có gì là lạ cả. Luân hồi điện chủ dùng tâm linh câu thông đáp lại. Hàng lập nghe những lời này bất giác có chút giật mình. Luân hồi điện chủ trước đây sở dĩ truyền cho hắn luyện thần thuật, vậy mà trong đó còn ẩn giấu một tầng thâm ý này. Hàng đạo hữu, ta không có ác ý gì với ngươi cả. Hết thảy cũng là vì đối kháng cổ hoặc kim. Chỉ cần các hạ có thể giúp ta diệt cổ hoặc kim kia, báo đường đại thù, luân hồi điện về sau có thể giao lại cho ngươi cai quản, Luân hồi điện chủ cảm giác được trong lòng của hàng lập kiên kỵ, lập tức lần nữa câu thông nói. Có thể sống qua ngày hôm nay hay không còn chưa biết nữa, chuyện này để sau này hãy nói vậy. Hàng lập lắc đầu, hai người giờ phút này tâm linh tương thông, hắn có thể cảm giác được lời nói của luân hồi điện chủ cũng không giả dối, chỉ là hắn không có hứng thú quá lớn với quyền lực. Mà hôm nay cho dù không làm luân hồi điện chủ, hắn cũng nhất định phải đánh bại cổ hoặc kim, tồn tại giữa hai người chính là đại đạo chi tranh, giữa thiên địa chỉ có thể có một thời gian đạo tổ ở trong đó còn liên lụy đến một phần ơn nghĩa của di la lão tổ trước kia hàng lập bấm niệm pháp quyết điểm một cái thời gian linh vực lập tức phòng lớn lần nữa đồng thời từng đạo kim quang hình kiếm từ trong linh vực bắn ra quét về phía linh vực cổ hoặc kim chung quanh trong những kim quang này hỏa diễm dòng nước kim phong cổ mộc đất cát các loại hư ảnh vật ngũ hành mỗi một đạo kim quang đều tản mát sự uy năng ba động cực kỳ cường đại luôn hội điện chủ cảm ứng được suy nghĩ trong lòng của hàng lập trong lòng an tâm cũng lập tức thôi động luân hồi linh vực. Tường đảo quang mang đỏ sậm thu to không gì sánh được từ trong linh vực của gã bắn ra, quấn quanh cùng với kim quang hình kiếm ở trong linh vực của Hàn Lập. Ánh mắt của Hàn Lập và luân hồi điện chủ đồng thời ngưng tụ, toàn lực thôi động pháp tắc của mình, đồng thời thông qua tâm thần tương thông tương dung hai cổ pháp tắc này. Trong lưỡng sắc quang mang kim hồng, lực lượng pháp tác mặc dù vẫn còn có chút mâu thuẫn, nhưng cũng bắt đầu chân chính tương dung kim quang hình kiếm như ăn xuân dược điên cuồng phòng lớn trùng nháy mắt phòng lớn mấy chục lần nguyên bản thân kiếm mơ hồ cũng biến thành cực kỳ rõ ràng mũi kiếm kiếm ngạc mang kiếm chui kiếm đều sinh động như thật mỗi một đạo kim quang thình linh biến thành một thanh cửa kiếm màu vàng trên thân kiếm càng hiện ra từng đạo linh văn đỏ sậm như mâm tròn thình linh chính là luân hồi pháp tắc kiếm khí lăng lệ không gì sánh được từ trên cửa kiếm màu vàng bộc phát ra cắt chém linh vực màu vàng của cổ hoặc kim chung quanh xoẹt một tiếng linh vực màu vàng tùy tiện bị cắt chém ra từng cái khe to lớn. Nguyên bản linh vực to lớn, trong nháy mắt bị biến thành một khối khăn lâu tàn phá không chịu nổi. Ma chủ lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng cũng lập tức thôi động triển khai không gian linh vực của mình, tương cự nhân màu bạc lần nữa từ trong linh vực bay vụt ra, nhào về phía linh vực màu vàng chung quanh rồi bạo liệt ra, từng luồng từng luồng không gian phá diệt chi lực càng quét tứ tán. Thủ đoạn của y cũng cực kỳ cao minh, tuy nhỏ yếu hơn nhiều so với pháp tắc của hàng lập và luân hồi điện chủ dung hợp nhưng là một trong tam đại chí tôn pháp tắc giữa chúng cũng sinh ra cộng minh nào đó linh vực màu vàng cổ hoặc kim chấn động kịch liệt gần như sụp đổ bên trong kim quang quay cuồng ý đồ chữa trị những cái vết nước kia đáng tiếc là không có tác dụng quá lớn hàng lập và luân hồi điện chủ khẽ quát một tiếng lại một lần nữa đồng thời thôi động linh vực vạn đạo kim quang hình kiếm nổ bắn ra chém lên cái linh vực màu vàng linh vực màu vàng rút cuộc không chịu nổi phát ra tiếng trầm đục liên tiếp triệt để vỡ vụng sụp đổ hóa thành vô số kim quang phiêu tán. Thân ảnh của cổ hoạt kim nổi lên lại làm cho ba người hàng lập kinh hãi. Chỉ thấy từ phần eo thân thể cổ hoạt kim trở xuống, vậy mà đã dung nhập vào trong vòng xoáy hỗn độn, chỉ có nửa người trên vẫn còn ở đó. Mà trên da dẻ của y hiện ra từng đường vân màu sắc hỗn độn, trên mặt cũng giống như vậy, nhìn rất là khủng bố. Luân hồi điện chủ và ma chủ nhìn thấy cổ hoạt kim với bộ dáng này, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hàng Lập sau khi chấn kinh, giữa thượng sắc đột nhiên hiện ra một tia cổ quái, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Từ khi hắn tiến dài đến Đại La Cảnh, bao giờ cũng cảm giác trên đầu hắn truyền đến một cổ áp lực vô cùng nặng nề, phản phức như là một lạch trời không thể vượt qua, ngăn cản phía trước con đường tỉnh tiến thời gian pháp tắc của hắn. Đó là do vị thời gian đạo tổ của hoặc kim này, cản trở con đường phía trước của tất cả những người tu luyện thời gian pháp tắc. Chỉ là giờ phút này, Hàng Lập cảm thấy cái lạch trời phía trước giống như đột nhiên biến mất, Chẳng, Chẳng lẽ... Không? Trong lòng của Hàng Lập nổi lên một suy đoán, trong mắt lóe lên một tia kích động. Các người cuối cùng vẫn chậm một bước thôi, bây giờ ta đã đại đạo quy nhất, thành tựu hỗn độn pháp thể, dạng pháp bất xâm. Các ngươi làm sao có thể làm khó được ta nữa? <laughs> cổ họ kim trái ngược với vẻ bình tĩnh lúc trước, vung vẩy hai tay, giữa thần sắc càng hiện ra vẻ điên cuồng, cười ha hả. Một cổ khí tức mênh mông từ trên thân cổ họ kim bộc phát ra, cổ khí tức này tràn đầy cảm giác hùng vĩ bao phủ vạn vật từng luồng từng luồng ba động lực lượng pháp tắc khác biệt ở trong đó cổ lực lượng pháp tắc lớn nhất trong đó chính là thời gian pháp tắc ngoài thời gian pháp tắc còn có các loại pháp tắc hỗn tạp trong đó cổ hoặc kim bị điên rồi con mắt của ma chủ mở lớn thì thào nói ra hỗn độn chi lực nhập thể chỉ sợ cổ hoặc kim còn chưa hoàn toàn nắm giữ cho nên thần trí có chút cuồng loạn không thể để cho hắn tiếp tục nữa một khi hắn triệt để nắm giữ hỗn độn pháp tắc chúng ta cho dù hợp lực ba người cũng tuyệt không phải là đối thủ đâu. Thanh âm của Luân hồi điện chủ vang lên trong não hải của Hàn Lập và Ma chủ. Lời nói chưa dứt, gã đã đánh tới cổ Hoa Kim. Trong lòng của Hàn Lập và Ma chủ rung lên cũng theo sát phía sau. Cổ Hoa Kim bỗng nhiên nhìn lại, biểu lộ trở nên dữ tợn, hai tay vẫy một cái. Lập tức phản phất cự lực dẫn dắt, vòng xoáy hỗn độn mãnh liệt lắc lư một cái, trăm ngàn đạo tiễn ảnh màu nâu từ đó nổ bắn ra, mỗi một đạo tiễn ảnh đều dài trăm trượng, thu như cái cối xay, Phu thiên cái địa đánh tới ba người. Trong tiện ảnh cũng ẩn chứa lực lượng pháp tắc khác biệt, nhưng chỉ có bốn cổ, trong đó hai cổ cấp độ rõ ràng, theo thứ tự là thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Hai cổ lực lượng pháp tắc còn lại thình linh là hòa thành một thể, phân biệt không ra, Bước quá vẫn có thể cảm ứng được là phong chi pháp tắc và lôi chi pháp tắc. Phong lôi pháp tắc có khuynh hướng tốc độ, lại thêm hiệu quả của thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc, nên tốc độ tiện ảnh màu nâu này nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hai bên, đến trước ba người. Ba người hàng lập đang bay nhào tới, lập tức bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, mắt thấy sẽ bị tiện ảnh bắn trúng. Đánh! Một bóng người xuất hiện trước mặt hàng lập và luân hồi điện chủ, chính là ma chủ, hai tay y bấm niệm pháp quyết, điểm hư không một cái. Nếu bàn về tốc độ chuyển đổi không gian, trong ba người thì ma chủ nắm giữ không gian pháp tắc là nhanh nhất. Mấy vạn dặm hư không phía trước trong nháy mắt hiện ra vô số ngân quang, ngân kết bất động, những tiễn ảnh màu nâu kia cũng bị đông kết ở trong đó. Nhưng sau một khắc, trên tiễn ảnh lóe lên quang mang, bốn cổ pháp tắc đồng thời bộc phát ra, không gian ngưng kết lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, tiễn ảnh đầy trời lần nữa nổ bắn ra. Có thời gian khe hở này, hàng lập và luân hồi điện chủ đã phản ứng kịp, lập tức cùng nhau thôi động linh vực, từng đạo kiếm ảnh màu vàng lần nữa phun ra, chém tới phía những tiễn ảnh kia, lập tức kim quang đầy trời, quang mang đỏ sậm, còn có quang mang màu nâu xen lẫn, càng phát ra vô số tiếng vang kinh thiên động địa. Không gian phụ cận vốn đã hóa thành hư vô, lần nữa nổi lên sóng gió, vòng xoáy hỗn độn cũng bị ảnh hưởng quay cuồng không thôi. Tiễn ảnh màu nâu thân phụ bốn loại lực lượng pháp tắc, uy lực mặc dù lớn, nhưng hai người hàng lập và luân hồi điện chủ liên thủ, hai đại chí tôn pháp tắc dung hợp uy năng càng mạnh. Kiếm ảnh màu vàng nhanh chóng cắt chém, rất nhanh chém vỡ những tiễn ảnh màu nâu kia, bất quá kiếm ảnh màu vàng cũng vỡ vụn không ít. Hàng lập và luân hồi điện chủ đồng thời bấm niệm pháp quyết, tiên linh lực và lực lượng pháp tắc thể nội tuôn trào ra, rót vào trong linh vực. Linh vực của hai người nhanh chóng mở rộng ra, phóng tới cổ hoạt kim, đồng thời vô số kiếm ảnh màu vàng to lớn từ đó bắn ra, chém về phía cổ hoặc kim. Cùng lúc đó, hư không chỗ khác bên cạnh cổ hoặc kim khẽ động, thương ảnh mai chủ trống rỗng xuất hiện, bấm tay điểm một cái. Không gian đã hóa thành hư vô lóe lên, từng vết nước màu bạc xuất hiện lần nữa, nhìn rất giống như là vết nước không gian chỉ là những vết nứt màu bạc này tản mát ra uy năng không gian pháp tắc so với vết nứt không gian trước kia lớn hơn không biết bao nhiêu lần không gian nơi đây đã sớm vỡ nát biến thành hư vô nhưng nói từ một cấp độ khác vùng hư vô nơi đây cũng là một loại không gian khác càng thêm vững chắc uy năng vết nứt không gian nơi đây lớn hơn xa so với trước đó hai tay ma chủ dẫn một cái vô số vết nứt không gian bắn ra chém về phía cổ hoạt kim cổ hoạt kim đối mặt với công kích của ba người hàng lập thì càng hiện ra vẻ điên cuồng hai ngón tay y hợp thành chỉ và trên cổ trái một đường. mảng lớn tinh huyết từ đó phun ra, chui vào trong cái vòng xoáy hỗn độn. Vòng xoáy hỗn độn lập tức nổi lên một tầng huyết quang nhàn nhạt, nhạt, tốc độ khuếch trương càng thêm nhanh hơn. Tay phải quy bấm niệm pháp quyết, vòng xoáy hỗn độn chấn động lần nữa, vô số hòn đá bốc cháy từ đó bắn ra, đuôi kéo theo vệt ánh sáng dài, giống như là sao chổi, nó nhanh chóng va vào trên kiếm ảnh màu vàng và vết nước màu bạc. Hòn đá bốc cháy tản ra các loại pháp tắc khác nhau, cùng tiếng ảnh màu nâu khác biệt gồm có chín loại những hòn đá bốc cháy cùng với kiếm ảnh vết nước đụng vào nhau lập tức vỡ ra hóa thành từng đoàn hỏa cầu thật lớn nó nhanh chóng hóa thành một cái biển lửa khổng lồ như muốn nấu chín cả bầu trời và mặt đất chính cổ lực lượng pháp tác điên cuồng xen lẫn vào nhau kiếm ảnh màu vàng cùng vết nước không gian lập tức bị xé rách thôn vệ không chỉ như vậy một cổ cự lực ngập trời bỗng cách không oanh kích lên ba người hàng lập thân thể của ba người chấn động đều bị đánh bay ra ngoài khóe miệng của cổ hoặc kim nhích lên hai tay tiếp tục vung lên lần nữa vòng xoáy hỗn độn chấn động càng thêm kịch liệt vô số lôi quang to bằng phòng ốc từ đó bắn ra đánh về phía ba người những cái lôi quang này hiện ra màu sắc hỗn độn bên trong không tản ra các loại lực lượng pháp tắc nhưng tràn ngập một loại khí tức hỗn độn nó phát ra âm thanh lôi đình trầm thấp chấn động giống như đang dưỡng dục từng cái thế giới cỡ nhỏ đây là hỗn độn thần lôi mau lui lại sắc mặt của luân hồi điện chủ đại biến, không tiếp tục liên thủ với hàng lập mà nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. lục đạo luân hồi bàn lập tức xuất hiện tại trước người luân hồi điện chủ. sáu cổ quan mang đỏ sậm từ trong sáu cái lỗ thủng màu đen kịch ở giữa tuôn ra, bao phủ thân thể lại, đồng thời cả người gã bắn ngược về phía sau. hàng lập và ma chủ mặc dù không biết những hỗn độn thường lôi này uy lực ra sao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt luân hồi điện chủ ngưng trọng như vậy, cũng vội vàng lui về phía sau, riêng phần mình thi pháp hộ thể. hai tay ma chủ bắt quyết không gian hư vô chung quanh chuyển động, nhanh chóng bao quanh thân thể lại. Nó hình thành một cái kén tròn hơi mờ, mang thân thể bao ở trong đó. Kén tròn tựa như một cái không gian dị độ, mặc dù lơ lửng ở đó và có thể nhìn thấy, nhưng dường như lại cực kỳ xa, không cách nào chạm được. Hàng lập bấm niệm pháp quyết, linh vực quanh người nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt chỉ còn cỡ vài chục trượng, vô cùng kiên cố. Kim quang bên trong dày đặc đến trình độ thực chất. Hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, những kim quang kia lóe lên, biến thành một đoàn đường vân màu vàng nồng đậm, chính là bất hủ kim vân, mang thân thể bao phủ ở giữa. Hàng lập vừa mới làm xong thì hư không trước người khẽ động, hỗn độn thần lôi bỗng nhiên xuất hiện, nó dường như trực tiếp vượt qua giới hạn của thời gian và không gian, đụng trên cái linh vực của hắn trực tiếp nổ tung. Thiên địa trong nháy mắt biến thành một loại màu sắc hỗn độn, một cổ lực lượng hủy diệt thế giới hiện ra, hết thảy đều bị phá hủy. Hỗn độn lôi quang như che mất mọi thứ, hư vô không gian lần nữa tan vỡ, mảng lớn sụp đổ. Hàng lập tự nhận linh vực quanh người kiên cố không gì bằng, lại lập tức tan vỡ, không thể chịu được dù chỉ trong chớp mắt. Mảnh liệt lôi quang liền trung kích lên bất hủ kim vân, kim vân trung chảy kịch liệt, tiếng xé vải xoèn xoẹt, nhanh chóng trở nên mỏng manh. Chớp mắt bất hủ kim vân đã vỡ vụn hơn phần nữa, chỉ còn lại một tầng thật mỏng. Trong lòng của hàng lập trung sợ, giờ mới biết được uy lực hỗn độn thường lôi này. Khó trách luân hồi điện chủ khiếp sợ như vậy, vừa nhìn thấy những cái thường lôi này lập tức không còn chút chiến ý nào mà quay người chạy trốn. Lôi này đơn giản là thần thông không phải là con người có thể ngăn cản được. Hắn hét lớn một tiếng, toàn lực vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết, thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể điên cuồng trót vào bất hủ kim vân quanh người. Bất hủ kim vân lập tức dày thêm một chút nữa. Ngày sau đó, năm đạo kim quang từ trên thân của hắn bắn ra, xoay chung quanh thân thể. Trừng ngôn bảo luân, quan âm tịnh bình, huyễn thần sa lậu, đoạn thời hỏa bả và đông ức thần mộc, chính là năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc tỏa sáng hào quang vây quanh thân thể của hắn lại thời gian pháp tắc vô cùng cường đại tuôn ra từ đó hư không phụ cận lập tức bị bóp méo hóa thành vòng xoáy màu vàng giống như một cái thông đạo thời không thời gian pháp tắc chi lực cường đại ở trong đó quay cuồng đem bất luận đồ vật gì xâm nhập nghiền nát cho vỡ sau đó thôn vệ thân thể của hắn hắc quang chớp động từng đạo ma văn màu đen nổi lên còn dài ra từng mảng vẫy màu đen trong nháy mắt hóa thành hình thái thiên sát ma thần mạnh nhất chính là 12 đầu 36 cánh tay. Mảnh liệt lôi quang còn có hỗn độn thần lôi ở phía sau không có chút nào dừng lại, như sóng dữ cuốn tới đánh vào trên cái vòng xoáy màu vàng. Vòng xoáy màu vàng lập tức điên cuồng rung rẩy giống như thuyền nhỏ trong cơn bão, nhưng vô luận hàng lập có thôi động vòng xoáy màu vàng thế nào cũng căn bản không thể thôn phệ được cái hỗn độn lôi quang kia. Từng đạo hỗn độn thần lôi tại vòng xoáy chung quanh nổ tung, cường đại thời gian pháp tắc dễ dàng bị phá hủy. Vòng xoáy màu vàng nhanh chóng thu nhỏ lại, chân ngôn bảo luân cùng những cái vật này cũng bay lên vô số hỗn độn thần lôi rút xuống bao vây lấy năm kiện thời gian pháp tắc đồ vật mãnh liệt nổ tung Rằng rắc một tiếng năm kiện thời gian pháp tắc đồ vật đều vỡ vụn sắc mặt của hàng lập hơi trắng nhợt phun ra một ngụm máu tươi trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ sao lại như vậy chân ngôn bảo luân và những vật này là hắn thiên tân vạn khổ mới ngưng luyện ra được nó tượng trợ giúp hắn xử lý không biết bao nhiêu cường địch là năm kiện bảo vật quan trọng nhất vậy mà bây giờ đã vỡ nát rồi. Nếu là lúc khác, hỏng mất cũng chẳng sao. Cùng lắm thì tốn hao chút thời gian từ từ cô động lại là được. Nhưng giờ còn phải đối mặt với cổ hoạt kim, ngay cả thần thông tâm đắc nhất cũng bị đánh tan, làm sao cùng nó đối kháng đây? Vòng xoáy màu vàng ầm vang sụp đổ, bất hủ kim vân quanh người của hàng lập quan hoa đại giảm. Tại hỗn độn lôi quang trùng kích vào, nhanh chóng trở nên mỏng manh. Từng luồng lực lượng hủy diệt cách không thẩm thấu, xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hàng lập đại chứng kinh mạch trong cơ thể càng thêm rung rẩy kịch liệt cho dù lúc này đã biến thành hình thái thiên sát ma thần cũng có chút chịu không nổi hắn càng sợ hãi lại càng tỉnh táo hơn không suy nghĩ nhiều toàn lực vận chuyển thời gian pháp tắc còn sót lại trong thể nội còn có thiên sát đứng ngục công hắc quang từ trong cơ thể của hắn toàn bộ bộc phát ra từng luồng cự lực kinh thiên từ trong cơ thể hiện ra lập tức mang những lực lượng hủy diệt chảy vào kia đuổi ra ngoài nhưng lúc này bất hủ kim vân quanh người của hàng lập rút cuộc không chịu nổi uy lực của hỗn độn thần lôi nữa toàn bộ đều sụp đổ thần lôi ầm vang cuốn tới hàng lập khẽ quát một tiếng ba mươi sáu cánh tay liên tiếp huy động đập về phía bên trên ba mươi sáu đoàn quyền ảnh màu vàng nổ ra ẩn chứa lực lượng to lớn có thể đánh ra hư không một cái lỗ thủng nhưng cũng hỗn độn thần lôi đụng vào nhau lại tựa như là đá chìm đáy biển ngay cả gợn sóng đều không có mảng lớn hỗn độn lôi quang trút xuống đánh trên người của hàng lập 36 cánh tay của Hàng Lập đều vỡ ra, biến thành huyết vũ đầy trời, lần phiến trên thân bay tán loạn, huyết nhục tan vỡ, lộ ra từng cây xương cốt đen kịch. Cũng nhờ là những cây xương cốt này ẩn chứa thiên sát chi thể lực cường đại nhất, hắn lại dùng thời gian pháp tắc chi lực sau cùng để bảo vệ những xương cốt này, nên những xương cốt này cũng không bị đổ nát. Thân thể tàn phá của Hàng Lập bị tạc bay ra ngoài, thân thể cũng một lần nữa biến thành hình người. Đầy trời hỗn độn lôi quang nhanh chóng biến mất, lục đạo luân hồi bàn như trước đứng lặng nơi đó, chỉ là mặt ngoài nổi lên mấy đậu vết trạng, quang mang đỏ sậm cũng mờ đi rất nhiều. Đằng sau luân hội bàn, lơ lửng một chùm sáng hình người lóe lên rồi vỡ nát. Thình linh luân hội điện chủ từ đó bay ra, sắc mặt của gã tái nhợt dị thường. Hiển nhiên mặc dù chặn lại được hỗn độn thường lôi nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Gã quay đầu nhìn chung quanh, sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái kén tròn ẩn thân của ma chủ đã biến mất không thấy gì. Một bộ thi thể bị tàn phá thành mấy khúc lơ lửng tại phụ cận, khí tức hoàn toàn không có, chính là ma chủ. Một bên khác, tình huống của hàng lập mặc dù so với ma chủ tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tồn tại một hơi thôi. <laughs> hỗn độn thần lôi tư vị thế nào hả? Hiện tại hai tên giúp đỡ ngươi đều đã xong rồi, chỉ còn một mình ngươi thôi, còn muốn báo thù nữa sao? Cổ <laughs> hoặc kim cười ha hả, cực kỳ đắc ý. Từng đạo hỗn độn quang mang từ trong vòng xoáy rót vào thân thể của y, sắc mặt đều đã phục hồi như cũ, trên thân khí tức cũng trở nên to lớn hơn. <laughs> hỗn độn thần lôi xác thực lợi hại bước quá còn chưa tới một khắc cuối cùng hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được đâu luân hồi điện chủ cười lạnh một tiếng thân hình bỗng nhiên bay ngược về phía sau đồng thời há miệng phun ra một ngụm chùm sáng đỏ sẫm trong chùm sáng thình lình ẩn chứa mấy chục cây tia sáng đỏ sẫm nhỏ chính là sợi tơ luân hồi pháp tắc nó được dung nhập vào trong lục đạo luân hồi bàn lục đạo luân hồi bàn giống như được ăn thuốc bổ cấp tốc chuyển động ông ông một cổ hấp lực to lớn từ đó phát ra thân thể tàn phế của ma chủ còn có thân thể của hàng lập nhằm phía lục đạo luân hồi bàn bay đi trong luân hồi bàn hắc quang lóe lên sáu cái lỗ thủng màu đen nổi lên bên trong một cái lỗ thủng bổng phồng lớn mang thân thể tàn phế của ma chủ nuốt vào luân hồi điện chủ mười ngón như bay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết luân hồi bàn xoay tròn bay múa tách ra quang mang đỏ sậm chói mắt càng thẩm thấu vào trong hư không cổ hoặc kim thấy cảnh này thì nhướng mày ra dạ. Luân hồi điện chủ bấm niệm pháp quyết hai tay dừng lại, đưa tay hư không đánh ra. Trên luân hồi bàn trong một cái lỗ thủng khác quang mang lóe lên, một bóng người bay ra, chính là ma chủ. Giờ phút này thương thế trên người đều đã phục hồi như cũ, con mắt cũng đã khôi phục thần thái, vậy mà sống lại. Hiện giờ ma chủ cũng vô cùng ngạc nhiên, có chút luống cuốn nhìn xem mọi thứ xung quanh. Khởi tử hồi sinh! Cổ hoặc kim con ngươi cũng coi rụt lại. Đa tạo điện chủ, Ba chủ giờ phút này cũng hiểu việc gì vừa xảy ra, quay về phía luân hồi điện chủ không mình hành lễ. thật Đầu hữu không cần cách khí đâu, luân hồi pháp tắc mặc dù có thể cho người chết đi sống lại, nhưng cũng sẽ tiêu hao hồn phách của người một lần cơ hội chuyển sinh, không thể lạm dụng được. Luân hồi điện chủ khoát tay, nhìn về phía thân thể của hàng lập định thi pháp cứu chữa. Hả? Mặt của gã đột nhiên rung động một cái, dừng tay lại. Lúc này thân thể của hàng lập trôi nổi giữa không trung, khí tức đã rất suy yếu. Trong cơ thể của hắn, thời gian pháp tắc còn sót lại, cũng bị đánh bay ra ngoài phiêu tán trong hư không thể nội hoàn toàn trống rỗng hàng lập cảm giác thân thể không hề đau đớn các giác quan cũng dần dần biến mất phải, phải chết ở chỗ này sao hiện giờ hàng lập trong lúc mơ màng đầu liền lóe lên ý nghĩ này nhưng không có cảm giác sợ hãi chút nào hắn giờ phút này lại có cảm giác hóa thân ước vạn chính mình đang phản phức cùng thế giới này hòa thành một thể hết thể chung quanh bỗng nhiên trở nên chậm chạp ba động nguyên khí các loại quang mang quay cuồng đều trở nên cực kỳ chậm chạp hiện ra rõ ràng trước mắt của hắn. Giờ này mắt của hắn đã không nhìn thấy, lại dùng một loại phương thức khác cảm giác đến thế giới này. Chuyện gì xảy ra vậy? Hay là ta sắp về với bụi đất rồi, dung nhập vào thế giới này sao? Không ngờ cả đời này, từ lúc bắt đầu con đường tu tiên, cẩn thận chặt chẽ, không dám có một đi lười biến nào. Kết quả cuối cùng vẫn khó thoát khỏi một kiếp này. Nếu vậy, so với những tu sĩ đã sớm bị diệt bởi các loại dư cớ trên con đường tu luyện, Tại bất quá cũng chỉ là tăng thêm một chút thời gian hư ảo mà thôi. Uyển ừ Nhi, thật xin lỗi. Nếu có kiếp sau, không bằng chỉ là kẻ phạm nhân thế tục. Tuy không trường sinh, nhưng lại có thể cầu đến thiên luân. Lại không cần ảo ương tiên duyên. Hàng Lập suy nghĩ lộn xộn, trong đó lại mang theo một tia bất đắc dĩ cùng vẻ bi thương. Vào thời khắc này, trong hư không chung quanh nổi lên từng đạo kim quang, chính là từng sợi thời gian pháp tắc chi lực vô cùng nhanh chóng tụ đến thân thể của hắn nhưng thế giới chung quanh vẫn như cũ cực kỳ chậm chạp từng sợi kim quang hóa thành năm dòng lũ màu vàng dung nhập vào thân thể của hắn năm cổ thời gian pháp tắc chi lực này hàng lập không thể quen thuộc hơn được đúng là năm cổ thời gian pháp tắc hắn khổ tu đại ngũ hành huyện thế quyết nhiều năm qua mất đi một lần lại được thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể của hắn lần nữa nhanh chóng trở nên tràn đầy năng lực ngũ giác cũng khôi phục lại năm cổ thời gian pháp tắc chi lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển như cuồng phong sóng lớn gục rửa toàn thân khẩu quyết đại ngũ hành huyễn thế quyết chảy xuôi trong đầu của hắn hắn nhận biết được cái môn công pháp này trước nay chưa từng khắc sâu như thế hàn lập cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng âm một tiếng trước mắt một mảnh kim quang phản phước đẩy ra cánh cửa nào đó bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới thời gian pháp tắc chi lực liên tục không ngừng vọt tới thời gian trong cơ thể của hắn rất nhanh đạt đến trình độ trước đó nhưng thời gian pháp tác trong hư không tụ đến cũng không đình chỉ, ngược lại càng lúc càng nhiều. Năm đạo kim quang thâu to giống như sóng dữ vọt tới, rót vào toàn thân của hắn. Thiên địa nguyên khí cũng chẳng chút đến, rót vào thân thể hắn. Trên thân thể tàn phá của hàng lập toát ra vô số mầm thịt, thương tích nhanh chóng chữa trị, rất nhanh triệt để khôi phục lại. Trên người của hắn bỗng nhiên tỏa ra kim quang rùng thiên, một cổ ba động khí tức khổng lồ đáng sợ gấp mấy lần so với trước đó từ trên người hắn bộc phát ra kim quang như thủy triều khuếch tán ra chung quanh. Cơ hồ thiên địa linh khí toàn bộ trung thổ thiên vực đều ba động, điên cuồng phun trào. Tốc độ thời gian trôi qua mọi nơi khẽ động, đột nhiên khôi phục lại như lúc ban đầu. Luân hồi điện chủ, ma chủ, còn có cổ hoạt kim nhìn thấy biến hóa trên thương hàng lập, thân sắc đều biến đổi. Cả bọn nhìn thấy một loạt chuyện này trong chớp mắt đã hoàn thành, nguyên bản hàng lập trọng thương sắp chết, trong nháy mắt đã thuế biến đến cảnh giới bây giờ. Trong mắt của luân hội điện chủ và ma chủ lóe lên vẻ kích động, Mặc dù tình hình của hàng lập biến hóa quỷ dị, nhưng giờ phút này khí tức trên người hắn tán phát ra, bọn họ cũng không lạ lắm, chính là dấu hiệu tiếng dài đạo tổ. Hàng lập tại thời khắc mấu chốt này tiếng dài đạo tổ, đối kháng cổ Họa kim càng thêm nắm chắc nữa. Không đúng, cổ Họa kim rõ ràng vẫn còn, hàng đạo hữu làm sao có thể tiến Giai vị trí thời gian đạo tổ được. Mà chủ sau khi kinh hỉ trôi qua, kinh ngạc hỏi. Cổ Họa kim dung hợp hỗn độn chi lực, ý đồ đột phá thiên đạo, tương đương với từ bỏ vị trí thời gian đạo tổ, hàng đào hữu lúc này mới có thể thuận lợi tấn thăng. Ta nghĩ điểm này cổ hòa kim cũng không thể dự liệu được. Đúng là ý trời. Luân hồi điện chủ xoay chuyển ánh mắt, giật mình nói. Ma chủ nghe như vậy ra sức gật đầu. Cổ hòa kim nhìn hàng lập sắc mặt âm trầm, trong mắt chớp động hung quang, tựa hồ muốn làm cái gì. Mơ tưởng! Bóng người hoa lên một cái, luân hồi điện chủ và ma chủ ngăn giữa cổ Hoạt kim và hàng lập. Cổ họa kim nhướng mày, hắn cùng vòng xoáy hỗn độn tương dung, thực lực mặc dù tăng nhiều, nhưng có một vấn đề là không cách nào di động, rất là bất tiện. Cùng lúc đó, nguyên bản bầu trời sáng tỏ đột nhiên trở nên u ám, mảng lớn đám mây xám đen trống rỗng xuất hiện, ngày càng nhiều, trong nháy mắt hiện ra toàn bộ đầy màn trời, cũng lộ ra một cổ áp lực nặng nề vô cùng. Cổ áp lực này cao như hoàng thiên, nặng như hậu thổ, trùng trùng điệp điệp, không thể nào ngăn cản. Đạo thiên đại kiếp! Luân hồi điện chủ và ma chủ thấy cảnh này trên mặt lộ ra vẻ âu lo, nhưng cũng xen lẫn vui mừng đạo thiên đại kiếp là lúc tiếng Giai đạo tổ nhất định phải kinh lịch thiên địa đại kiếp không thể coi thường sơ sảy một chút sẽ vẫn lạc trong đó nhưng đạo thiên đại kiếp gián lâm phụ cận hàng lập chính là cấm khu bất kỳ ngoại nhân tiến vào sẽ lọt vào thiên kiếp tập kích cho dù cổ hoặc kim cũng vô pháp tới gần <laughs> đạo thiên đại kiếp tới thật nhanh bất quá thời gian pháp tắc chính là chí tồn pháp tắc đạo thiên đại kiếp chi uy hơn xa pháp tắc bình thường khác bản tồn năm đó cũng chuẩn bị hồi lâu tăng thêm một tia may mắn mới miễn cưỡng vượt qua được. Ngươi như vậy bỗng nhiên tiếng dài, ta không tin ngươi có thể đổ qua được đâu. Cổ hoa kim hừ lạnh nói, thân sắc khôi phục bình tĩnh, không còn cái dáng vẻ điên cuồng như trước đó nữa. Giờ phút này bầu trời trên đỉnh đầu triệt để biến thành màu đen kịch, chiếu xuống phía dưới cũng một mảnh đen nhánh, trong yên tĩnh lộ ra một cổ túc sát chỉ ý. Vài tiếng suy suy đại tác, trên bầu trời mây đen bắt đầu quay cuồng, tạo thành một cái vòng xoáy cự đại vô cùng, nhắm ngay hàng lập phía dưới. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sắc mặt bình tĩnh. Trước đó chết qua một lần rồi, trong lúc bất tri bất giác lại nghĩ thông suốt một số sự tình, trong lòng ngược lại thẳng nhiên hơn nhiều. Trong cái vòng xoáy, từng đầu lôi điện đen kịch lao vùng vụt du tẩu, nhìn dị thường đáng sợ, mà chỗ trung tâm vòng xoáy là một lỗ thủng đen kịch, Tảng mát ra quang mang tĩnh mịch, không biết liên thông đến nơi nào. Lôi quang đen kịch chớp động, một tiếng nổ ầm vang, một cổ uy áp đáng sợ khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần so với trước đó từ trong vòng xoáy lộ ra hư không phụ cận chấn động kịch liệt đều vặn vẹo theo thân thể của hàng lập bị cổ uy áp này bao lại khẽ rung lên nhưng lập tức ổn định thân hình chỗ sâu trong vòng xoáy lóe lên ánh sáng xám vô số mây xám nồng đậm từ đó bay ra phù thiên cái địa chụp xuống hàng lập loại mây xám này trước kia hắn đã thấy qua đó là lúc giải đạo nhân tiến giải đạo tổ độ đạo thiên đại kiếp chỉ là năm đó khi giải đạo nhân độ kiếp số lượng mây xám còn không bằng một phần mười của hắn lúc này khóe miệng của hàng lập khẽ động lộ ra vẻ tươi cười Năm đó lúc thấy giải đậu nhân độ kiếp, mây xám vừa mới xuất hiện, hắn đã chịu không được uy áp nên đã hôn mê. Bây giờ hắn tự mình độ kiếp uy áp những mây xám này như cũ vẫn rất lớn, lại không coi vào đâu. Trong mắt của hắn chớp động u quang màu đen, rất nhanh phát hiện chân thân mây xám rõ ràng là do ti chớp nhỏ màu xám hình thành. Những thiểm điện kia mặc dù rất nhỏ, ẩn chứa uy năng lại phi thường khủng bố, mà bên trong lại ẩn chứa từng luồng từng luồng lực lượng quỷ dị dẫn ra tâm ma. Trong mắt của hàng lập lóe lên tinh quang, khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra hư không về phía mây xám cứng ngắc đầy trời. Vạn đạo kim quang từ trên nắm tay của hắn nở rộ ra, phản phất như một vòng kiêu dương đột nhiên phóng lên. Tiền đạo kim quang đâm vào trong mây xám, tùy tiện xé rách mây xám. Mây xám đầy trời rung rẩy kịch liệt, bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ, sau đó phản phất băng tuyến gặp lửa hoàn toàn sụp đổ tiêu tán. Chỉ là lôi điện chi lực sao làm khó được hàng lập, vì phần những tâm ma chi lực kia, hàng lập gọn gàng liên tiếp chém mất tam thi, vượt qua tam trọng tâm kiếp, tầm ma thể nội sớm đã luyện hóa sạch sẽ, vạn tà bức xâm. Thấy hàng lập dễ dàng vượt qua một đạo đại kiếp như vậy, luân hồi điện chủ và ma chủ đều vui mừng. <laughs> đạo đại kiếp thứ nhất chỉ là món khai vị thôi, chừng chính gian nan còn ở phía sau. Cổ hòa kim cười lạnh một tiếng. Cổ hòa kim vừa dứt lời, kiếp vân trên bầu trời lần nữa quay cuồng kịch liệt. Nguyên bản kiếp vân đen kịch đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Từng đạo thiểm điện thu to đỏ như máu quay cuồng trong kiếp vân lôi điện xen lẫn nhau mơ hồ hiện ra một đóa sen huyết hồng tản mát ra uy năng hủy thiên diệt địa đáng sợ hồng liên thần lôi đuôi lông mày của hàng lập khẽ động hồng liên thần lôi là một trong 36 thiên lôi xếp hạng cực cao trên cả đu thiên thần lôi uy lực phi thường khủng bố tác dụng chủ yếu của lôi này cũng không phải là phá hủy nhục thể mà là hủy diệt thần hồn cho nên lôi này có danh xưng diệt hồn thần lôi mà bầu trời trong hồng liên thần lôi còn ẩn chứa thiên kiếp chi lực so với hồng liên thần lôi bình thường uy lực đáng sợ hơn rất nhiều. Không đợi cho hắn suy nghĩ nhiều, một tiếng nổ ầm vang, bầu trời trong kiếp vân hồng liên thần lôi rút cuộc hội tụ xong, từng đạo thần lôi hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đóa hồng liên to như ngọn núi hạ xuống phía hàng lập. Nét mặt của hàng lập không chút e ngại, há miệng phun một cái, một chùm sáng màu vàng từ trong tay của hắn bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, quay tít một vòng, chùm sáng phân giải ra, hóa thành một quang thuẫn màu vàng hùng vĩ, Quang thuẫn cực kỳ óng ánh sáng lồng lanh nhìn qua như kim cương trên thuẫn có vô số phụ văn bay múa chỗ trung tâm hiện ra một cái đồ án tháp cao vuông vức vững chắc không gì sánh được toàn bộ quan thuẫn cho người ta một loại cảm giác không thể phá vỡ đây là thần thông phòng ngự của chân ngôn môn thái vũ pháp thuẫn nổi danh cùng bất hủ kim vân một tiếng vang thật lớn hồng liên thần lôi bổ lên trên thái vũ pháp thuẫn pháp thuẫn rung động không thôi phát ra từng đợt thanh âm kéo càng kẹt đồ án phù văn phía trên cũng bắt đầu mơ hồ nhưng thái vũ pháp thuẫn cũng không có dấu hiệu vỡ vụn vững vàng lơ lửng trên đỉnh đầu hàng lập ngăn cản hồng liên thần lôi cuồng thiểm không thôi không để cho rơi xuống hồng liên thần lôi cũng không đánh tan pháp thuẫn nhưng phía trên hồng liên thần lôi đột nhiên rung lên một đóa hư ảnh hồng liên hơi mờ lại tách rời ra chỉ thoáng cái đã xuyên thấu thái vũ pháp thuẫn vô cùng nhanh chóng đánh về phía của hàng lập hàng lập cũng không kinh ngạc hai tay bấm niệm pháp quyết chỗ mi tâm tỏa ra một ấn ký phức tạp tinh quang trên ấn ký nở rộ ra như thực chất hình thành từng gợn sóng ánh sáng bao phủ lại toàn thân hồng liên mờ ảo đánh vào gợn sóng ống ánh trên người hắn gợn sóng mặc dù không ngừng rung rẩy lại một mực ngăn cản được hồng liên mờ ảo công kích trọn vẹn qua một khắc đồng hồ sau rút cuộc hư ảnh hồng liên phịch một tiếng vỡ vụn biến mất mà hàng lập bên dưới phòng hộ gợn sóng ống ánh lại không hư hao chút nào Bọn người luôn hồi điện chủ xa xa nhìn thấy cảnh này thần sắc khác nhau. Nhưng không đợi cho ba người nói gì, kiếp vân giữa không trung lần nữa phát sinh biến hóa, đột nhiên biến thành màu vàng. Vô số lôi lông màu vàng thô to không gì sánh được, ở trong mây gào thét quay cuồng, phát ra từng đợt lôi minh kinh thiên động địa, phản phất như muốn chấn sụp thiên địa này. Trong lôi điện màu vàng tản mát ra thời gian pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, mà lại tràn đầy khí tức cuồng bạo phá hư, có chút tương tự với hình dạng thiểm điện thời gian pháp tắc cổ hoặc kim lúc trước thi triển ra quan âm chi lôi khóe mắt của hàng lập giật một cái hai tay vội vã bấm niệm pháp quyết huy động kim quang quanh người hắn chớp liên tục năm vật màu vàng trống rỗng xuất hiện chính là năm kiện cụ tượng thời gian pháp tắc chân ngôn bảo luân huyễn thần sa lậu quan âm tịnh bình đoạn thời lưu hỏa đông ức thần mộc năm kiện thời gian pháp tắc này lần nữa ngưng tụ thành tính thăng hoa cũng tăng vọt lên năm bảo vật này xoay tròn không thôi lóe ra kim quang như lưu ly thuần túy không gì sánh được ba động thời gian pháp tắc cuồn cuộn truyền ra thật lớn không đợi cho Hàng Lập làm cái gì, những lôi điện màu vàng kia đã bổ một phát xuống. Kiếp vân liên tiếp biến hóa giống như thần thông gia tốc, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cũng may là Hàng Lập lúc này đã một chân bước vào đạo tổ cảnh, phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, hai tay chỉ lên trời một cái. Thái vũ pháp thuẫn trong chốc lát, đại thịnh kim quang, xoay tròn cấp tốc, vô số phụ văn màu vàng từ đó phun ra ngoài, phát ra trận trận thanh âm gào thét mãnh liệt. Tiếng vang kinh thiên động địa nổ tung, vô số lôi điện màu vàng bổ lên trên thái vũ pháp thuẫn trên pháp thuẫn lập tức hiện ra vô số vết sạn đồng thời nhanh chóng lan ra một tiếng vang trầm thái vũ pháp thuẫn vỡ tan thành từng khúc sau đó bạo tạc ra hóa thành vô số mảnh vỡ màu vàng như lưu tinh bắn ra chung quanh bất quá thái vũ pháp thuẫn cũng đã tranh thủ cho hàng lập đủ thời gian những vật chân ngôn bảo luân vây quanh thân thể của hắn xoay tròn cấp tốc một vòng xoáy màu vàng to lớn vô cùng lại nổi lên bao phủ hàng lập vào trong đó phát ra lực hút đáng sợ cơ hồ có thể thôn vệ thiên địa đón lấy lôi điện màu vàng đánh xuống vô số lôi điện màu vàng bổ vào trên cái vòng xoáy làm vòng xoáy màu vàng rung động không thôi nhưng cũng lập tức bị cái vòng xoáy phát ra lực hút cuốn lấy lôi kéo vào chỗ sâu trong vòng xoáy hàng lập đứng tại trung tâm vòng xoáy thân hình theo vòng xoáy lắc lư trái phải hai tay lại ổn định không gì sánh được không ngừng bấm niệm pháp quyết vòng xoáy màu vàng chuyển động u ù, ù không biến yếu chút nào tạo thành thế giằng co với quan âm chi lôi giữa không trung chỉ thấy kim quang nhảy lên lôi quang bắn ra bốn phía vô số tiếng kinh lôi nổ vang hư không phụ cận chấn động kinh liệt xa xa luôn hội điện chủ và ma chủ đứng thẳng không nổi không ngừng bay về phía xa chấn động kéo dài nửa khắc đồng hồ lôi điện màu vàng dày như mưa rốt cuộc bắt đầu yếu bớt rất nhanh hoàn toàn biến mất vòng xoáy màu vàng phía dưới cũng nhanh chóng thu nhỏ lại mấy hơi thở sau biến mất không còn tâm tích thân ảnh của hàng lập nổi lên trên thân rách tung tóe nhìn có chút chật vật nhưng tổng thể xem ra cũng không đáng ngại vào thời khắc này màu sắc kiếp vân giữa không trung lần nữa nhanh chóng biến hóa kim quang cấp tốc biến mất trong nháy mắt lại biến thành màu xám đen ban sơ trong vòng xoáy kiếp vân lóe lên tử quang một đạo cầu vòng màu tím từ đó bay vụt xuống bao phủ lại thân thể của hàng lập xoay múa quanh người của hắn cầu vòng màu tím lóe lên chui vào trong cơ thể hắn thân thể rách rưới hàng lập nhanh chóng khôi phục lại trong chớp mắt tất cả thương thế đều khỏi hẳn trên người của hắn bỗng nhiên dâng lên một đạo tinh quang màu vàng thô to bên trong là từng sợi tinh ti màu vàng hòa là một thể với cầu vòng màu tím giữa không trung nương theo một tiếng duệ khiếu tinh quang màu vàng lập tức đại thịnh hóa thành một đạo kim quang thô to như du lông xoay quanh đỉnh đầu của hàng lập càng tán mát ra thời gian pháp tắc chi lực đủ lay động trời đất hư không phát ra liên tục tiếng oanh minh phản phức giống như sụp đổ chấn động vặn vẹo bọn người luôn hồi điện chủ mà chủ lúc đầu đã thối lui đến nơi an ổn giờ phút này lại lần nữa không đứng vững, đành phải tiếp tục thối lui ra xa. Tinh quang màu vàng không vờn quanh Hàng Lập quá lâu, rất nhanh chui vào trong thân thể của hắn. Hàng Lập nhíu mày lại, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì theo cổ tinh quang này nhập thể, thời gian pháp tắc tinh ti trong cơ thể của hắn vậy mà nhanh chóng biến mất. Hòa làm một cùng nhục thể, toàn nhục thân tản mát ra một tầng kim quang tinh mịn, nhìn có cảm giác hơi mờ. Nguyên anh trong cơ thể của Hàng Lập còn có thần hồn trong đầu cũng lặng yên tan rã, giống như khối băng hòa tan, dung nhập vào trong thân thể. Lực lượng pháp tắc mênh mông trên người của hắn rất nhanh thu liễm, chấn động hư không phụ cận cũng chậm rãi tiêu tán. Kiếp vân ở giữa không trung giờ phút này cũng biến mất không còn tâm tích, hết thể khôi phục bình tĩnh. Hàng lập lơ lửng ở trong hư không, cảm thụ được biến hóa đất trời bốn phía, trong mắt xuất hiện một đầu trường hà màu vàng uống lượng chảy xuôi, trên đó phân ra một đầu nhánh sông nhỏ, nhìn qua từng tầng hư không liên kết cùng mình. Hắn giơ hai tay lên, nhìn hướng cánh tay của mình, phát hiện ra da của mình lại như giấy, mỏng manh thông thấu. Có thể thấy mạch máu và xương cốt bên trong rõ ràng, huyết dịch màu vàng ống chảy xuôi, ống ánh tuyết trắng như mỹ ngọc. Đây chính là kim mạch, mạch ngọc cốt trong truyền thuyết sau. Nguyên lai sau khi thành tựu đầu tổ, chính là như, là như vậy. vậy. Trong mắt của Hàng Lập khó kiềm chế vẻ kích động, tự lẩm bẩm. Vừa nói xong, lòng của hắn bỗng nhiên sinh cảm ứng, hai mắt hơi nhắm lại, thần niệm bắt đầu du tẩu toàn bộ trung thổ tiên vực, bốn bề sơn hà phá toái sinh linh chết oan thiên địa nguyên khí hỗn loạn không chịu nổi đều hiện lên trong thức hải của hắn theo tầm viên ý mã của hắn thần thức đã vượt qua một giới tiên vực dọc theo từ vực ngoại lan tràn đi vòng xoáy hỗn độn kia không ngừng khuếch trương che khuất bầu trời đã thôn phệ mảng lớn hư không như một cái nắp nồi to lớn chụp trên không toàn bộ trung thổ tiên vực phía trên đại địa các nơi sơn lâm công trình bằng gỗ sụp đổ giang hà biển hồ nhanh chóng tan rã ra giống như năm đó hàng lập lần thứ nhất xuyên qua tấm thời gian tinh bích nhìn thấy tất cả đều bị phân giải thành điểm điểm liên quan bay về phía không trung những vạn vật vốn từ ngũ hành hợp thành kia lúc này dần dần trở về bản nguyên bị vòng xoáy hỗn độn khi thu nạp trong một mảnh hỗn loạn hàng lập thấy được thi hài đầy đất dần dần, dần hòa tan tiêu tán mà những tu sĩ miễn cưỡng sống tạm kia cũng đều mờ mịt luống cuốn chạy tứ phía thiên địa biến sắc gần như tận thế làm gì có chỗ để trốn một chỗ ngay trên đại địa không ngừng sụp đổ Mộng ba mang theo đệ tử dương mộng hàn sớm đã phân tán cùng bộ người lý nguyên cứu đang không ngừng tránh né mặt đất sụp lúng trùng kích lúc trước bị đạo thần đại trận kia hấp thu hơn phần nửa lực lượng lão ẩu gần như là tồn tại đạo tổ vậy mà giờ phút này cũng chật vật không chịu nổi nhưng cho dù là như thế nào lão ẩu vẫn không buông tay đệ tử trân quý nhất này quần áo trên người dương mộng hàn bẩn thỉu rách rưới trên mặt cũng không quá hoảng sợ nàng nhìn lão ẩu trước tận thế còn che chở cho chính mình trong ánh mắt tràn đầy sự bình tĩnh nhu hòa hai người khó khăn lắm tránh thoát một đạo kẻ nước không gian gật tóc mở rộng chừng mới đứng vững được dưới thân bỗng hiện ra một vòng xoáy không gian hút thân thể hai người vào không ngừng rơi xuống phía dưới lúc lăng không rơi xuống mộng bà ấy nấy nhìn về phía dư mộng hàn đấy lòng có chút hối hận mang nạn tới đây nếu lưu lại trong tông môn cho dù cũng khó tránh khỏi cái chết nhưng cũng không chứng kiến tận mắt cảnh tượng như địa ngục này dư mộng hàn cười ung hòa một tiếng nhìn sư phụ lắc đầu rồi quay đầu nhìn lại không trung. Thân ảnh kia nàng còn muốn nhìn một chút, chỉ là nàng mới xoay người lại, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trong hư không có một vệt kim quang giống như dải lụa bay vụt tới, cuốn lấy sư đồ hai người nàng trực tiếp kéo ra khỏi cái vòng xoáy không gian kia. Dư cô nương, các người hãy đến trong động thiên chi bảo của ta tạm lánh đi. Đi tới gần, Hàng Lập trực tiếp mở miệng nói. Nói xong, bàn tay của hắn vung lên, một đạo quang môn màu bạc lập tức mở ra trong hư không. Hàng Huynh, Dương mộng hàng há hốc miệng đang muốn nói chuyện liền bị một tiếng nổ đùng cắt ngang. Một tiếng nổ rung khắp thiên địa bỗng nhiên vang lên, vườn mặt trời treo trên bầu trời trung thổ tiên vực cuối cùng bộc phát ra một vòng hào quang hừng hực, sau đó bạo liệt ra. Theo quan mang, không biết thiêu đốt bao nhiêu năm tháng kia dần dần ảm đạm, toàn bộ trung thổ tiên vực lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Đi dầu trước rồi hãy nói. Lông mày của hàng lập câu lại, ngửa đầu nhìn thoáng qua không trung nói với hai người. Dương mộng hàng miếm môi, bước trước vào một bước, Mộng bà mặc dù không nói chuyện lại một mực đến giá hàng lập, lão tự nhiên nhận ra thân phận của hàng lập, cũng nhìn ra cảnh giới của hắn, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Ánh mắt của mình chọn đồ đệ không sai, ánh mắt của đồ đệ mình chọn người trong lòng càng tốt hơn nữa. Mặc dù tu vi của lão không đủ, nhưng lại có một loại trực giác nói rằng, người trước mắt này có lẽ chính là chân tiên giới bây giờ. Không, bao gồm toàn bộ ức vạn sinh linh chân tiên giới bây giờ là biến số thay đổi càng khôn lớn nhất. Nếu không có người này, có lẽ bây giờ cổ hoặc kim đã thành công, Hàng lập cho dù đã là đạo tổ cũng không có khả năng tùy ý nhìn trộm lòng người, tự nhiên không biết ý niệm trong lòng của mộng bà và dương mộng hàng. Trong đôi mắt của hắn rạng rỡ kim quang, xuyên suốt ra quang mang sáng tỏ. Giờ phút này khí tức trên thân đã dần dần vững chắc, lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn lại bầu trời phía trên. Chỉ thấy cổ hoạt kim một thân một mình treo ở trên mái vòm, phía sau là vòng xoáy hỗn độn cuồn cuộn kịch liệt, bao phủ gần nửa người y, nhìn tựa như bị vòng xoáy nuốt sống vậy nhưng mà trên khuôn mặt của y chẳng những không có nửa điểm thần sắc kinh hoảng, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn dị thường. Trong một đôi tròng mắt sớm đã không nhìn thấy con người màu đen, chỉ có thể nhìn thấy hai vòng xoáy màu xám xoay tròn không ngừng, tản ra một cổ lực khúc kỳ lạ khó mà hình dung. Trong hư không bên trái, hai tay ma chủ kết ấn, trước người hóa ra một tòa bảo tháp to lớn lấp lóe ngân quang và chạm về phía cổ hoạt kim. Mà luân hồi điện chủ bên kia cũng thao túng lục đạo luân hồi bàn, phát ra một đạo quan trụ trùng thiên, trực chỉ hướng cổ hoặc kim. Hai tay cổ hoặc kim đưa ra, hai bên trái phải liền có hai cự thủ hỗn độn từ trong vòng xoáy không ngừng đè xuống, vững vàng áp chế hai người bọn họ ở nguyên địa. Ánh mắt của hàng lập ngưng tụ, hai tay trước người kết ấn, công pháp đại ngũ hành huyện Thế Quyết sớm đã tự hành vận chuyển. Năm kiện cụ tượng thời gian pháp tắc nhào nhào nổi lên, vườn quanh ở trên người của hắn. Năm bảo vật lưu động trên dưới, toàn thân lóe ra kim quang lóa mắt, ba động thời gian pháp tắc bàn bạc cuồn cuộn khuấy động mở ra hai tay của hàng lập hợp lại trước người tâm niệm vừa động loại cảm giác thần du vạn dặm thân hợp thiên địa vừa rồi lại lần nữa nổi lên mà quan âm chi hạ uống lượng chảy xuôi kia lập tức hiển hiện ra cổ hoặc kim ở trong vòng xoáy hỗn độn bỗng nhiên có cảm ứng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía của hàng lập bên này trong mắt của y hiện lên một tia kinh ngạc nhịn không được mà lẩm bẩm vậy mà hắn đã thành công không đúng trình độ phù hợp của hắn với thời gian pháp tác đại đạo làm sao lại còn cao hơn cả ta Hết tập 319. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.